thân mến, hôm nay Cầm Kỳ Official xin phát đến phần 17 là những chi tiết trong câu chuyện mà người con lai Phi Châu đã tìm được mẹ mình. Và ngày mai Cầm Kỳ Official sẽ xin phát tiếp phần 18 là phần cuối cùng của câu chuyện này. Mời quý vị cùng đón nghe. Người con lai Phi Châu phần 17. Vừa đến nơi, ông Văn Kim đã điền cho cả ba người những tờ khai cảnh sát và hải quan. Cuộc chia tay trên sân bay cũng rất buồn, nhất là giữa một bên là hai mẹ con Quang và Nghiên, với một bên là chị họ của Gian Dần và Nghiên. Họ ôm nhau thật lâu, lúng búng những câu ngắt quãng do tiếng nấc. Ông Văn Kim cùng đi với ba hành khách đến tận cửa kiểm soát, dẫn vào phòng chờ bay. Bất ngờ thay, sau khi kiểm tra hộ chiếu của bà Quang và Nghiên, nhân viên cảnh sát đã từ chối, không cho họ qua. Ông Văn Kim trao đổi với anh ta, trong khi mẹ của Gian Dần lui lại để ngồi xuống ghế và bình tâm. Sao lại có việc này? Bác và chị chỉ quá cảnh qua Paris để đến trạm cuối là Abidjan thuộc bờ biển Nga, nhưng tiếc là họ lại không có hộ chiếu nhập cảnh bờ biển Nga. Đúng vậy, nhưng hai mẹ con họ có một bức thư do Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia bờ biển Nga ký tên cho phép nhập cảnh tạm thời để họ có thời gian hoàn thành các thủ tục theo thông lệ. Lá thư ấy đây. Viên cảnh sát người Việt nhận lấy lá thư, liếc qua. Bức thư viết bằng tiếng Pháp, anh ta lại không biết tiếng nên vẫn khăng khăng giữ quyết định ban đầu. Hai người phụ nữ không thể bay chuyến Hà Nội, Paris, Abidjan được. Ông Văn Kim yêu cầu được gặp cấp trên của anh ta. Người này đến và tự giới thiệu. Có chuyện gì vậy bác? Hai người phụ nữ này đến Abidjan, bờ biển Nga. Nhân viên của anh yêu cầu phải có hộ chiếu nhập cảnh của nước tiếp nhận. Chắc chắn là để bảo vệ công dân Việt Nam ở nước ngoài. Chuyện đó âu cũng là lẽ thường, nhưng cùng đi với họ còn có con trai, anh trai, là người mang quốc tịch nước sở tại. Các vị không thể nào đặc biệt chiếu cố cho họ sao? Không thể được bác ạ. Họ có một bức thư cho phép nhập cảnh vào Abidjan, một khi đã đặt chân lên lãnh thổ bờ biển Nga. Thư này viết bằng tiếng Pháp, chúng tôi cần có thời gian kiểm tra tính xác thực của nó. Việc xác minh này phải mất khoảng từ 48 đến 72 tiếng, vì phải tính đến múi giờ khá chênh lệch giữa Việt Nam và bờ biển Nga. Tôi lấy làm tiếc, thưa bác, nhưng họ không thể bay chuyến này. Mẹ của Gian Dần Morati nãy giờ theo dõi cảnh tượng này từ đằng xa, tiến lại gần. Ông Văn Kim thuật lại ngắn gọn cho bà hiểu. Ông giải thích với bà quyết định của cảnh sát. Bà nói câu gì đó, rồi ông Văn Kim quay lại nói với cảnh sát. Người phụ nữ liên quan đến hộ chiếu nhập cảnh này là một phụ nữ Việt Nam yêu nước. Bà ấy đã chiến đấu chống thực dân đế quốc xâm lược nước ta suốt gần 30 năm. Bà ấy đã cống hiến cả tuổi xuân của mình cho sự nghiệp cứu nước, hoạt động trong hàng ngũ Việt Minh. Vì những hy sinh lớn lao đó cho Tổ quốc Việt Nam của chúng ta, bà ấy đã được trao huân chương kháng chiến đây. Bà ấy nhờ tôi cho các anh xem.
Nhân viên cảnh sát đón lấy tấm huân chương, quan sát chăm chú, tỉ mỉ, rồi trả lại ông Văn Kim. Bác nói, bác gái đây, đi cùng con gái và con trai. Chính xác. Bác nói là người con trai mang quốc tịch bờ biển Nga và sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho hai người thân khi họ đến Abidjan. Đúng vậy. Tôi sẽ hướng dẫn nhân viên cho ba mẹ con qua cửa kiểm soát, dẫn ba mẹ con họ vào phòng đợi để họ được ngồi thoải mái đợi đến khi lên máy bay. Cảm ơn anh. Vậy là gian dần Morati cùng mẹ và em gái qua cửa kiểm soát. Tuy nhiên, ba mẹ con muốn ngồi chờ lên máy bay trong sảnh lớn như những hành khách khác. Một lát sau, một nữ tiếp viên của hàng không Việt Nam Airlines đến đón họ, sắp xếp đưa ba mẹ con lên máy bay trước vài phút khi có hiệu lệnh cho tất cả hành khách lên máy bay. Chuyến bay của Việt Nam Airlines đến Paris hạ cánh an toàn. Cả chuyến bay của Air France hành trình Paris Abidjan cũng vậy. Khi máy bay hạ cánh xuống đường băng của sân bay Félix Houphouët Boigny ở Abidjan vào thứ Tư ngày 15 tháng 5 năm 2002, dần dần Morati có cảm giác như đang đưa về nước một chiến lợi phẩm chiến tranh theo nghĩa trang trọng nhất của từ này sau một cuộc chiến dài đằng đẵng. Những ngày lưu lại Abidjan, bờ biển Nga. Bà Alice đã liên hệ từ trước để các thủ tục cảnh sát và hải quan được thuận lợi và nhanh chóng. Một nữ cảnh sát đợi gian dần Morati và hai người bà con lo việc điền tất cả các giấy tờ thủ tục cần thiết. Trong khi chờ nhận lại vali, Nghiên và mẹ được nữ cảnh sát này đưa đến cửa ra. Tại đây, vợ gian dần Morati cùng các con và bà Alice đã đón sẵn, đưa hai mẹ con vào một quán cà phê để nghỉ cho đỡ mệt. Khoảng 20 phút sau, dần dần Morati đi ra gặp họ với tất cả hành lý. Những người thân của ông đang cười nói vui vẻ. Dần dần cùng vợ, mẹ và em gái lên một chiếc ô tô, chiếc thứ hai chở bọn trẻ và hành lý. Thủ đô Abidjan của đất nước bờ biển Nga với những đại lộ rộng thênh thang được thắp sáng lộng lẫy đã gây ấn tượng mạnh cho bà Quang và cô con gái. Lúc xe qua cầu Sac de Gaulle, hai mẹ con trầm trồ trước tòa nhà trung tâm thương mại của thủ đô Abidjan với những khối nhà khổng lồ được trang hoàng lộng lẫy bằng ánh sáng. Abidjan chẳng phải là một trong những thủ đô đẹp nhất của châu Phi đó sao? Chắc chắn mẹ và em gái ông đã bị thuyết phục rằng bờ biển Nga khác xa so với ý niệm của họ về một đất nước thuộc châu Phi. Dòng xe cộ dày đặc nhưng thông suốt, đối lập với những cảnh giao thông tắc nghẽn tại Hà Nội. Suốt quãng đường 15 cây số từ sân bay về nhà, gian dần toàn đường một chiều, mỗi chiều có ít nhất 2 làn xe. Ấn tượng đầu tiên về môi trường mới làm hai mẹ con Nghiên yên lòng. Về đến nhà, một người gác cổng mở cổng lớn dẫn vào sân trong khi một người khác vẫn bao quát xung quanh ngôi nhà. Hai chiếc xe nối nhau vào gara, trong đó đã có hai chiếc khác đậu sẵn. Khi xuống xe, hai người có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy nơi ở mới của mình. Một ngôi nhà hai tầng rộng lớn, đằng trước cũng như đằng sau đều có khoảnh vườn thênh thang được thắp sáng và trồng rất nhiều loại hoa. Vợ dần dần cầm tay mẹ chồng và em chồng dẫn vào phòng khách. Hai người chắc không thể tưởng tượng nhà dần dần lại như vậy, tuy rằng căn nhà còn rất khiêm tốn so với quang cảnh chung của thành phố Abidjan. Dần dần Morati đến gặp mẹ và em,
Ông ngồi xuống cạnh mẹ, trong khi bọn trẻ lân la đến ngồi cạnh người cô chúng mới gặp lần đầu tiên. Hành lý được xếp trong phòng khách thứ hai. Vợ Gian Dần mời cả nhà ra dùng bữa. Thức ăn đã được dọn ra. Thực đơn châu Phi kết hợp với các món ăn Việt Nam. Không có gì là sắp đặt một cách vô ý. Những đôi đũa và bát kiểu châu Á sắp sẵn trên bàn. Từ nay con sẽ học nấu các món Việt Nam. Mẹ thấy có được không ạ? Vợ Gian Dần hỏi mẹ chồng. Mẹ vui lắm. Cảm ơn các con đã đón tiếp chu đáo thế này. Ăn xong, con sẽ đưa mẹ và em lên phòng. Mẹ và em có thể nghỉ ngơi yên tĩnh. Khu này rất thanh bình. Con đoán là mẹ và em cũng mệt rồi. Vì quãng đường quá dài mà. Tôi nghe cụ nói tiếng Pháp tốt đi chứ. Bà Alice thốt kêu lên ngạc nhiên. Mỗi ngày mẹ tôi lại tiến bộ lên rất nhiều. Lần đầu tiên gặp, hai mẹ con giao tiếp khó khăn lắm. Cả em Nghiên cũng sẽ cố gắng nói được như mẹ. Đây là lần đầu tiên em ấy tiếp xúc với ngôn ngữ của chúng ta. Em nghĩ có bọn trẻ giúp, cô Nghiên sẽ học nhanh thôi. Vợ Gian Dần tiếp lời chồng. Ta sẽ thu xếp để giúp cô ấy nhanh chóng hòa nhập vào môi trường sống mới này. Hy vọng ông nội bọn trẻ vẫn chưa biết mẹ và em Nghiên đã sang đây chứ. Cha chưa biết đâu, đến lúc này thì chưa một ai trong gia đình mình biết việc này. Nhưng chúng ta sẽ giấu họ thông tin này trong bao lâu? Theo thỏa thuận với bác Văn Kim và họ hàng bên ngoại thì chúng ta phải đợi khoảng 3 tháng. Những 3 tháng kia à? Sao lâu quá vậy? Cha có thể đến bất chợt và bắt gặp mẹ ở nhà, còn họ hàng vẫn thỉnh thoảng ghé thăm nhà ta nữa. Cha sẽ không thể phát hiện ra mẹ đang ở đây. Cha luôn gọi điện thông báo trước khi đến. Nếu cha điện thoại, anh sẽ tìm cớ thoái thác để cha hoãn chuyến đi. Còn họ hàng, anh sẽ báo gác cổng, không tiếp khách thăm nào cả. Không có khách nào đến mà họ không được báo trước. Chúng ta sẽ giải thích rõ là biện pháp an ninh. Em đồng ý, nhưng tại sao lại là 3 tháng? Mẹ muốn nghỉ ngơi cho lại sức trước khi gặp lại người chồng đầu của bà. Vợ chồng mình sẽ đưa mẹ đi khám kiểm tra sức khỏe tổng thể. Càng sớm càng tốt. Bây giờ mẹ đang bị thiếu nước nhẹ, ho nhiều. Phải lên thực đơn cho mẹ cẩn thận. Mẹ phải tăng cân một chút trước khi gặp lại cha. Chúng ta sẽ tạo cho mẹ một thần sắc tươi tỉnh trước ngày diễn ra cuộc hội ngộ giữa hai người đã là uyên ương một thời. Đó là chuyện làm duyên của phụ nữ. Em ủng hộ cách nghĩ của mẹ. Ngay cả khi sau 50 năm mới gặp lại thì cha cũng phải được gặp mẹ duyên dáng như trước đây ông từng biết. Anh đã tính như thế từ ngày còn ở Hà Nội, và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đúng như vậy. Cha mẹ em cũng phải chờ sau 3 tháng sao? Không, cha mẹ em và bạn bè anh không liên quan đến thời hạn này. Sau bữa tối, vợ Gian Dần dẫn mẹ chồng và em chồng lên căn phòng đã dọn sẵn cho họ ở tầng 2. Căn phòng rộng gần 20 mét vuông, với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, phòng tắm, toilet, bình nóng lạnh, chậu rửa. Phòng có một ban công ngay phía trên gara hướng ra phố, một ban công khác hướng vào sân trong ngôi nhà. Cô con dâu đã kê một chiếc giường đôi, một bàn tiếp khách, hai chiếc ghế, một tủ nhiều buồng, tivi màu, đầu video và một tủ lạnh nhỏ. Cả một cái quạt máy to, phòng trường hợp họ không quen nằm điều hòa. Hai người có luôn một tủ quần áo, trên tường có treo ảnh. Gian Dần Morati xách vali hành lý lên phòng mẹ.
chúng con sẽ để mẹ và em nghỉ ngơi. Chuyến bay dài đã làm mẹ và em kiệt sức rồi. Chúc mẹ ngủ ngon, chúc Nghiên ngủ ngon. Chúc hai con ngủ ngon, Gian Dần, hẹn ngày mai. A Nau gọi điện về hỏi thăm, cha cậu bảo cứ an tâm. Các gói quà được đem tới và trao tận tay bọn trẻ đang háo hức. Chúng đặc biệt thích thú với những món đồ chơi từ Việt Nam. Sáng hôm sau, vợ chồng Gian Dần qua phòng mẹ và em hỏi thăm. Con chào mẹ, mẹ và em ngủ có ngon không ạ? Gian Dần hỏi. Chào con trai, hai mẹ con ngủ được nên cũng đỡ mệt nhiều rồi. Ban đêm, trời không nóng chứ mẹ? Không hề, đã có quạt điện đây rồi. Mẹ và em cứ bật điều hòa nếu muốn. Mẹ không quen nằm điều hòa, lạnh lắm. Mẹ và em không bị muỗi đốt chứ ạ? Không đâu, làm gì có muỗi. Cảm ơn các con nhiều đã dọn phòng để đón mẹ về thế này. Mẹ đừng cảm ơn chúng con. Từ giờ nơi này đã là nhà của mẹ và em Nghiên rồi. Gian Dần Bonatti đứng dậy khỏi ghế để đến bên giường ngồi cạnh mẹ. Theo bản năng, bà Quang liền vuốt ve cánh tay con trai. Trong ánh mắt vui thích của cô con dâu, ngay từ lần gặp đầu tiên, mẹ đã đối xử với anh như vậy rồi. Bà có thể cưng nựng anh cả ngày không biết chán. Em nghĩ là mẹ luôn thấy ở anh đứa con nhỏ mà bà yêu biết mấy khi hai mẹ con còn ở Việt Nam. Thấy con dâu đang nhìn mình, bà Quang vội ngừng vuốt tay Gian Dần. Không, mẹ ơi, mẹ có thể âu yếm anh ấy thế nào tùy thích. Con sẽ không ghen đâu mà. Ngược lại, con còn rất xúc động được chứng kiến cảnh mẹ cưng chiều anh ấy. Cảm ơn con vì mẹ đã xa thằng Gian Dần trong nhiều năm rồi. Con hiểu mà. Còn em thấy thế nào? Cứ coi đây là nhà của em. Nếu cần gì cứ nói với mẹ, để mẹ bảo với chị. Chị lúc nào cũng sẵn sàng giúp em. Mẹ của Gian Dần Bonatti dịch lại cho Nghiên nghe những lời này. Nghiên cảm ơn gia đình vì sự đón tiếp nồng nhiệt. Nó tin là nó sẽ thích nghi nhanh thôi. Nó rất vui được sang bờ biển Nga chơi với anh chị. Nếu cần nó sẽ không ngần ngại hỏi mọi người đâu. Con mời mẹ, anh Gian Dần và em Nghiên xuống nhà ăn sáng. Sau đó vợ Gian Dần tiếp tục ở nhà chuyện trò với hai mẹ con Nghiên. Gian Dần đi làm. Buổi trưa khi ông về đến nhà, mẹ chồng và con dâu đang ngồi tán chuyện rôm rả. Nghiên đang trong bếp giúp hai chị đầu bếp một tay. Quá trình hòa nhập rất đáng khích lệ. Trong gần 10 ngày liên tiếp, khách khứa nối nhau đến nhà chào mừng mẹ và em gái Gian Dần đã đến bờ biển Ngà. Ông bà nhạc của Gian Dần là những người năng đến thăm nhất. Bạn bè ông, những người quen, một vài cộng sự được chọn lựa cẩn thận cũng đến thăm. Tất cả đều mang theo quà để tặng cho mẹ Quang và em gái Nghiên của Gian Dần. Thịt cừu, thịt gà tơ, giỏ trái cây, khăn trải giường và khăn sa rông kiểu truyền thống, quần áo, nước ép trái cây, bánh ngọt. Tất cả khách đến thăm đều nhận thấy người mẹ âu yếm con trai đến nhường nào. Trước mặt họ, bà không ngần ngại luồn tay vào tóc con, vuốt ve khuôn mặt, dọc theo cánh tay. Khi bà ngừng những cử chỉ âu yếm này, thì đến lượt Gian Dần nắm chặt lấy tay mẹ. Cảnh tượng đó khiến các vị khách ghé thăm hết sức cảm động. Họ đều có cảm giác người mẹ đang muốn bắt kịp những năm dài mẹ con xa cách. Để mẹ và em gái khỏi cảm thấy lạc lõng nơi đất khách quê người, vợ Gian Dần tổ chức cho cả nhà dạo khắp một vòng các nhà hàng Việt Nam tại Avision.
Đây cũng là dịp để họ làm quen với đồng bào người Việt đang sinh sống ở bờ biển Nga. Cộng đồng người Việt sống ở Abidjan chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, nhà hàng, đặc biệt tập trung ngay trong khu phố này. Dần dần Morati nghĩ nhiều đến việc chăm sóc sức khỏe cho mẹ và lo cho Nghiên. Ông đăng ký cho Nghiên theo học khóa tiếng Pháp tại Trung tâm Ngôn ngữ Pháp thuộc Đại học Abidjan. Khóa học này dành cho đối tượng người nước ngoài học tiếng Pháp từ trình độ cơ bản. Ông định đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Bà từ chối nhiều lần. Hẳn là bà có nhiều định kiến nên không tin tưởng ở nền y học hiện đại của châu Phi. Để bà an tâm, ông cho mời những nữ bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho mẹ ngay tại nhà. Ngay cả những phép tiêm truyền được khuyến cáo phải theo dõi y tế 24/24 giờ cũng được thực hiện tại nhà, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình như trong các cơ sở y tế. Vì thị lực vốn đã kém nên mẹ ông phải kiểm tra nhãn khoa đầu tiên. Nhìn chung phải mất nhiều công sức thuyết phục, bà mới chịu uống thuốc và làm đúng theo chỉ dẫn sử dụng. Dần dần Morati biết chuyện bà mang từ Việt Nam sang những loại thuốc uống mà không cho ông biết. Ông đã trao đổi thẳng thắn với bà chuyện này để chấm dứt ngay tình trạng uống thuốc không có đơn của bác sĩ. Ngoài chuyện vặt vãnh này ra, mỗi ngày trôi qua lại thắt chặt tình cảm giữa hai mẹ con. Ngày nào ông cũng ngồi với mẹ hàng giờ đồng hồ. Khi công việc ở công ty đòi hỏi ông phải đi công tác, ông phải chuẩn bị tâm lý để bà chấp nhận những chuyến đi này. Bà ưng thuận để ông đi nếu ông bảo chỉ đi trong ngày. Nếu đi qua đêm, dần dần phải thuyết phục mẹ là ông sẽ trở về an toàn tuyệt đối. Suốt thời gian con trai vắng mặt, bà lén khóc một mình và ăn ít hẳn. Bà mất ngủ thường xuyên, bà ra ban công đứng nhìn trời, hy vọng sẽ nhìn thấy con trai ngay lúc ông xuất hiện trên bậc thềm. Dần dần phải thường xuyên gọi điện về nhà cho mẹ yên tâm, nhưng bà khăng khăng đòi ông rút ngắn thời gian công tác để về nhà vì bà nhớ con trai quá đỗi. Nhân một chuyến công tác và được sự đồng ý của mẹ, dần dần đến nhà cha mình, George Morati ở Grabow. Dần dần trực tiếp báo tin vui cho cha trong phòng ông. Cha ông nghĩ là mình lãng tai, nghe không rõ điều con trai vừa nói. Cha không chắc là mình hiểu đúng chuyện con vừa nói. Cha vừa nghe rồi đấy thôi, mẹ đang ở nhà con. Khoan đã, con đang nói đến mẹ nào vậy? Mẹ ruột con, người vợ đầu tiên của cha. Con muốn nói đến Tâm ở Việt Nam ấy à? Vâng, mẹ Tâm của con. Bà ấy đang ở đâu? Mẹ đang ở nhà con, ở Abidjan. Nhưng làm thế nào bà ấy đến đây được? Làm thế nào bà ấy lại tìm được con? Con đã sang Việt Nam đón mẹ về đây, thưa cha. Con đã quay lại Việt Nam hả? Thật không thể tin được. Nhưng lúc nào kia, con chỉ thông báo con đi nghỉ ở Pháp vào cuối tháng 4, chứ đâu phải sang Việt Nam. Từ Pháp con đã bay sang Việt Nam. Cha vẫn chưa thể tin con được. Thậm chí cha còn đang tự hỏi liệu có phải mình đang mơ không. Để cha thở và định thần lại đã nào. Vậy là mẹ Tâm của con hiện đang ở nhà con, ở Abidjan. Chính xác như vậy. Con hiểu rõ câu hỏi của cha đấy chứ. Cha đã hỏi con có đúng mẹ Tâm mà con đã tìm lại bên Việt Nam hiện đang sống với con, sống trong nhà con. Cha đã hỏi câu đó phải không ạ? Cha đi thu xếp hành lý, chúng ta cùng quay lại Abidjan ngay bây giờ cũng được. Cha phải nhìn tận mặt, chạm được vào bà ấy rồi mới có thể tin lời con được. Cha biết con không thể kể cho cha nghe chuyện đùa, nhưng cha cần đích thân đến tận nơi mà kiểm chứng. Cha bình tĩnh đã,
con đang trong đợt công tác, tranh thủ báo tin cho cha. Khoảng một tuần nữa, cha hãy đến Abidjan. Con không hoãn chuyến công tác này lại, mà về sớm được hay sao? Con không thể hoãn được, cha ạ. Con rất muốn làm thế, để cha vui lòng, nhưng con có việc quan trọng, phải bàn với các cộng sự trong vùng. Tốt thôi, nhưng cha vẫn còn một câu hỏi. Mẹ con sang đây từ khi nào? Đã được 3 tháng, từ dạo con nói với cha là mới đi nghỉ ở Pháp về đúng không? Đúng là mẹ đã sang đây được 3 tháng rồi. Thế tại sao mãi bây giờ con mới cho cha biết tin mừng này? Khi sang đến đây, mẹ hơi mệt mỏi. Trước tiên con phải chăm sóc cho mẹ thật khỏe trước khi cha mẹ gặp nhau sau gần 50 năm. Thì ra con đã tính chu toàn như vậy. Cha tự hào về con trai. Ngay bây giờ cha sẽ họp gia đình để thông báo với tất cả mọi người. Xin cha đợi một phút. Con trở về từ Việt Nam cùng với em gái con. Em gái con à? Vâng, ngoài con ra, mẹ còn sinh thêm một bé gái. Con muốn nói, người này cũng đang sống ở nhà con. Vâng. Nói cha nghe nào. Cùng cánh đàn ông với nhau, con phải giúp cha. Nói cha nghe, mẹ con có giận cha không? Không hề giận. Con đã bàn với mẹ việc này. Mẹ rất nóng lòng gặp lại cha. Chúa sẽ ban thưởng cho con về việc con đã làm. Cha dần dần Bonotti tập hợp 3 người vợ lại, thuật lại cuộc trò chuyện vừa rồi. 3 người chúc mừng Dan Dần. Dan Dần xin phép cáo từ ngay sau bữa trưa. George nhắc với con trai là ngay tuần sau mình sẽ đến Abidjan để hội ngộ với người vợ đầu. Kết thúc chuyến công tác, về đến Abidjan, Dan Dần Bonotti thuật lại cho mẹ nghe cuộc trò chuyện với cha. Thái độ của ba con khi biết tin mẹ đang ở đây với con thế nào? Cha mãi không chịu tin. Thứ bảy tuần sau, cha muốn đích thân đến để xác minh. Mẹ sợ phải gặp ông ấy. Tại sao chứ? Mẹ không việc gì phải ngại cha cả. Cha rất mừng được gặp mẹ cơ mà. Con không nghĩ là ông ấy sẽ thấy mẹ quá già với những nếp nhăn này trên mặt sao? Mẹ gầy đi nhiều lắm, tóc lại cắt ngắn nữa. Hồi quen ông ấy, mẹ còn trẻ đẹp. Ông ấy có thất vọng không khi gặp lại mẹ, mệt mỏi và già yếu thế này? Mẹ vẫn đẹp và duyên dáng lắm. Mẹ đừng lo chuyện đó. Cả cha và mẹ đều đã có tuổi rồi. Cha đến thăm mẹ đâu phải vì bề ngoài mẹ trông thế nào, mà chính là mẹ có ý nghĩa thế nào đối với cha và với con trai của cha. Con không tìm cách an ủi mẹ, làm đẹp lòng mẹ đấy chứ. Con chỉ diễn tả chân thực tâm trạng của cha khi lên đường đến thăm mẹ thôi. Cảm ơn con nói là cha con giờ đang sống với ba bà vợ. Họ sẽ không ghen chứ. Ngược lại thì có, ba dì sẽ rất vui được làm quen với mẹ. Họ sẽ đi cùng cha con đến Abidjan à? Vâng, nhưng các dì ấy sẽ ở nhà các con mình trong một khu phố khác. Chỉ có cha ở lại đây với chúng ta thôi. 3-4 ngày sau, con sẽ mời các dì qua nhà mình chơi. Hôm đó con sẽ có mặt ở nhà. Thế thì mẹ an tâm rồi. Mẹ sẽ còn thấy nguôi ngoai hơn khi con nói với mẹ rằng mục đích chính của cha đến đây là để tỏ lòng cảm phục, biết ơn đối với mẹ. Giờ mẹ đã thấy đỡ băn khoăn rồi. Mẹ thấy con lo liệu mọi việc rất kín kẽ. Cha con chắc chắn sẽ hỏi mẹ sống thế nào sau khi ba cha con rời Việt Nam. Mẹ muốn con luôn ở bên cạnh khi cha và mẹ nói chuyện. Con hứa sẽ làm vậy, nhưng chỉ dịp cuối tuần thôi, sau đó thì con phải đi làm.
của gian dần Morati đã khởi hành sớm 3 ngày so với dự kiến ban đầu. Đến nơi vào thứ Tư, ngày 7 tháng 8 năm 2002, thay vì thứ Bảy, ngày 10 tháng 8. Ông ở bến xe khách liên vùng chờ con trai gian dần đến đón. Cuộc gặp gỡ giữa cha mẹ gian dần Morati sau gần 50 năm xa cách. Bà Quang và Nghiên sửa soạn gặp George Morati trong lúc cậu con trai đi đón cha ở bến xe khách. Các dì không đi cùng cha sao? Mai các bà ấy mới đến. Cha đi đường thuận lợi chứ? Cha chỉ nghĩ đến mẹ con, vẫn chưa thể tin là bà ấy đang ở trong nhà con. Chính vì thế cha mới phải đi chuyến sớm hơn dự định. Từ khi con báo tin, cha ăn không ngon, ngủ không yên. Vậy thì kể từ hôm nay cha sẽ ngủ ngon. Những ngày đăng lính sang chiến đấu ở Việt Nam cứ choán hết cả tâm trí. Cha lại thấy mình 50 năm trước trong hàng ngũ quân Pháp, nhưng nhớ nhất những ngày sống với mẹ con ở Hà Nội và Sài Gòn. Từ khi con thông báo mẹ con sang đây, cha không còn là mình nữa. Cha có cảm giác mình trẻ ra. Quả thật cha nóng lòng muốn tận mắt chứng kiến bà ấy đang ở đây với con. 15-20 phút nữa là về đến nhà rồi. Bà ấy có biết cha đến không? Dạ có, mẹ đang đợi cha. Phản ứng của bà ấy thế nào? Con tin là mẹ đã thay bộ đồ khác để đón cha. Lúc con sắp đi, mẹ đang chải đầu, cặp tóc. Em gái con đang đòi mẹ lựa ra bộ đồ mẹ thích mặc trong dịp này. Con không tìm cách an ủi, làm đẹp lòng cha đấy chứ? Không hề có chuyện đó. Thật là trùng hợp. Sao thế? Mới 3 hôm trước, mẹ vừa hỏi con đúng câu này. Câu nào kia? Mẹ hỏi liệu con có tìm cách an ủi mẹ, làm đẹp lòng mẹ không ấy mà. Gian dần Morati cười thầm. Cha và mẹ ông rất mong ngày gặp lại. Và cùng lúc họ lại e sợ cuộc gặp này. Người này thăm dò thái độ của người kia để vững tâm hơn. Khi chiếc ô tô đỗ lại trong gara, vợ gian dần bước ra chào cha chồng như mọi khi. Mừng cha đã đến nơi, thưa cha. Cảm ơn con, còn mẹ gian dần đâu? Trên đường con quên không báo cha biết mẹ đang ở nhà một bà bạn đồng hương Việt Nam. Con sẽ đi đón mẹ ngay, cả em Nghiên nữa. Chuyện này là thế nào đây? Màn diễn này là gì vậy? Cha bắt đầu lo mẹ con không ở đây cùng con rồi đấy. Theo truyền thống thì đàn ông là người tiếp đón phụ nữ, chứ không phải ngược lại. Thế nên con đã bảo mẹ sang nhà một người bạn. Cha vào trong nhà ngồi đi, con sẽ về ngay. Có thật mẹ thằng gian dần đang ở đây không? Thật hết chuyện để nói với chồng con rồi. Anh gian dần nói đúng đấy, thưa cha. Các cháu của ông, có đúng bà nội các cháu từ Việt Nam sang đây không? Bà đang sống trong nhà này cùng các cháu, đúng không nào? Trả lời thật cho ông biết đi. Đúng ạ, thưa ông. Bọn trẻ đồng thanh trả lời. Ngoan lắm, cha sẽ ngồi đây, đợi con đưa hai mẹ con bà ấy về. Trên đường về nhà, mẹ gian dần quay sang hỏi ông. Cha con đang đợi ở nhà rồi sao? Vâng, con vừa đón cha về nhà. Không thấy mẹ, ông ấy phản ứng sao? Cha không hài lòng, nhưng chỉ một chút thôi.
chính con bày ra chuyện này chứ ai. Cha chờ mẹ cũng là chuyện bình thường, chứ mẹ không thể là người đợi được. Chờ đợi sẽ làm cho cuộc gặp giữa hai người thêm phần thú vị. Cảnh tượng này thật không nên bỏ lỡ. Con nhớ ở bên cạnh mẹ đấy. Mẹ có tin được ở con không? Con hứa rồi mà, con sẽ chứng kiến cuộc gặp lịch sử của cha mẹ sau 50 năm xa cách. Dần dần Moriarty dừng xe tắt máy. Cha ông đã xuất hiện trên ngưỡng cửa. George Moriarty như bị thôi miên. Ông nhìn người phụ nữ đã sinh cho ông đứa con trai đầu lòng, đang mở cửa sau của chiếc xe. Thông thường, Gian Dần vẫn tự tay mở cửa giúp mẹ xuống xe, nhưng lần này ông vẫn ngồi sau tay lái. Nghiên và mẹ chậm rãi tiến về phía George Moriarty. Sau giây lát, nhìn người chồng cũ không chớp mắt, bà Quang bước về phía ông, mắt nhìn xuống. George cũng tiến tới chỗ người vợ Việt Nam tên Tâm của ông. Đầu lúc lắc như nói, vậy là thật rồi. George Moriarty ra khỏi xe để nhìn rõ hơn giây phút tuyệt vời này. Trong lúc vợ ông cũng đến gần bên, hai vợ chồng Gian Dần khoác tay nhau cùng theo dõi cảnh tượng không thể nào quên giữa George và Tâm. Tất cả chuyện này chỉ đơn giản là rất thống thiết, phi thường, tuyệt vời và không thể tin được. Cặp vợ chồng đã thành hôn trên đất Việt Nam, ôm nhau thật chặt một lúc lâu. Con trai họ đứng đó họng như nghẹn lại. Ông xúc động thấy cha dắt tay mẹ đưa bà vào nhà một cách trang nghiêm. Vợ và em gái ông mỉm cười, tất cả mọi người trịnh trọng tiến về phía phòng khách. Bọn trẻ đi sau cùng, đám rước tự phát này giống như một đám họ hàng bạn bè đi cùng một đôi uyên ương trẻ vào làm lễ trong tòa thị chính. George Moriarty và Quang, tức là Tâm, vẫn nắm tay nhau. Họ ngồi xuống cạnh nhau trên ghế đi văng. Nghiên tiến lại gần cha của anh trai mình để chào một cách lễ phép. George đứng dậy ôm hôn Nghiên. Nãy giờ ông chưa để ý đến Nghiên. Cả gia đình vỗ tay chào mừng sự kiện đặc biệt và đáng nhớ này. Giờ thì cha tin vào mẹ và em đang ở chỗ chúng con rồi chứ. Hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời cha. Cha cảm ơn kỳ tích con vừa thực hiện. Cảm ơn con dâu và các cháu nội của cha đã không ngừng khích lệ, động viên con. Qua đó góp phần không nhỏ vào thành công ngày hôm nay. Ai cũng có phần đóng góp mà cha. Chưa bao giờ cha hình dung ra ngày này, 50 năm sau, cha sẽ ngồi đây với mẹ con, tay trong tay như lúc này. Với cha, cha đã mất bà ấy mãi mãi. Ngàn lần cảm ơn con đã làm cha thỏa nguyện. Cha mẹ hẳn là có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. Con và em Nghiên xin phép về phòng. Các con cũng vào phòng đi. Chúng ta phải để ông bà tận hưởng niềm vui hội ngộ. Gian Dần Moriarty ở lại phòng khách cùng cha mẹ ông, đang thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau, mỉm cười. Bao nhiêu nỗi đau câm nín, bấy nhiêu niềm hạnh phúc không thể nói nên lời. Mẹ à, hy vọng mẹ không bắt đầu tháo giày để rửa và xoa bóp chân cho cha con đấy chứ. Cả hai cười xòa. Để câu chuyện tự nhiên hơn, Gian Dần Moriarty vừa gợi lại
Một thói quen của mẹ ông ngày xưa mỗi chiều khi cha trở về căn nhà của họ ở Hà Nội. Tại sao lại không nhỉ? Bà Tâm nói. Chuyện quá khứ rồi. Một quá khứ rất xa rồi. George lên tiếng. Hôm nay tôi muốn gợi lại những kỷ niệm khác với mình kia, Tâm ạ. Mình muốn chúng ta nói chuyện gì nào? Tại sao mình không báo cho tôi biết mình làm việc cho Việt Minh? Cũng là do sự an toàn của mình và giữ bí mật cho tổ chức của em thôi. Thế nếu mình bị phát giác thì sao? Tất cả sẽ nghĩ tôi là đồng phạm tiếp tay cho mình. Thật may là mọi chuyện đều suôn sẻ. Nếu mình biết em hoạt động tình báo, mình sẽ không hoảng lên chứ. Liệu chúng ta có chung sống được cùng nhau nữa không? Liệu mình có tố cáo em với cấp trên không? Liệu mình có ủng hộ em không? Em không biết chắc những chuyện ấy. Em cũng không muốn mình phải liều lĩnh, phải chấp nhận rủi ro vì em. Tôi cảm ơn mình lần nữa vì đã tránh cho tôi những cuộc phục kích. Đừng nhắc chuyện đó nữa. Em biết mình đang sống cùng với 3 người vợ và khoảng 20 đứa con. Mình làm sao để nuôi ngần ấy người? Con trai gian dần của mình giúp đỡ tôi rất nhiều. Việc chi tiêu trong gia đình do một tay nó cáng đáng. 3 người vợ sau của mình không ghen khi em sang đây chứ? Không hề. Ngay ngày mai họ sẽ đến chào mình với thái độ rất mực tôn trọng. Còn mình lo liệu cuộc sống thế nào sau khi tôi rời khỏi Việt Nam? Mẹ gian dần quay sang nhìn con trai một thoáng. Em không muốn nhắc đến chuyện đó đâu. Những kỷ niệm đó làm em đau khổ lắm. Giờ em không muốn khơi lại nữa. Tôi xin mình tha thứ cho những lỗi lầm tôi đã gây ra cho mình, khiến mình phải khổ khi chúng ta xa nhau quá vội vàng. Gian dần Modati ngay lập tức cắt ngang để lái câu chuyện sang một hướng khác. Con đã dự định tổ chức một buổi tiệc cho mẹ và em trong tháng 10 tới đây. Chính xác là ngày mùng 5 tháng 10 năm nay, từ giờ đến lúc đó chỉ còn chưa đầy 2 tháng. Đó sẽ là một lễ hội ngoạn mục. Vợ chồng con tính mời khoảng 200 khách, có cả dàn nhạc dân tộc, đội múa dân gian, thi sĩ, nhạc sĩ, những diễn viên hài. Chúng ta sẽ cho quay phim lại buổi hôm đó. Chúng con đã tính đến chuyện gửi băng hình cho bác Văn Kim và họ hàng bên ngoại mình ở làng Phương Liệt. Gian dần, khách mời đến 200 người thì không thể nào là một bữa tiệc nhỏ như con nói được. Buổi tiệc đó sẽ phung phí quá nhiều tiền bạc của con. Mẹ không muốn vì mẹ và em gái con sang đây chơi lại tiêu tốn của con quá nhiều tiền như vậy. Một buổi chiêu đãi nhỏ mời khoảng 20 khách là đủ lắm rồi. Mẹ ơi, như thế không xứng với mẹ. Con đã liên hệ với báo đài để ghi hình tường thuật rồi. Con nó nói có lý đấy mình ạ. Cứ để mặc nó được thể hiện niềm vui theo cách của riêng nó, cũng tương xứng với niềm hạnh phúc của chúng ta sau nửa thế kỷ sống xa nhau. Vợ gian dần tạm thời chấm dứt cuộc tranh luận nhỏ này. Đến giờ cơm trưa rồi, con mời cha mẹ và anh ngồi vào bàn. Trong bữa ăn, George Monati đặc biệt vui thích được thưởng thức lại những món ăn Việt Nam. Câu chuyện bên mâm cơm xoay quanh vị ngon lành và sự tinh tế cầu kỳ trong ẩm thực của người Việt. Sau bữa trưa, George Monati lui vào phòng để thay quần áo, dần dần ngồi lại cùng mẹ một lúc. Cha con chẳng thay đổi là bao, ông ấy trẻ lâu thật, trông vẫn khỏe mạnh lắm.
Mẹ vẫn còn yêu cha phải không mẹ? Không, chuyện đó đã là quá khứ rồi. Giờ mẹ đã già rồi. Điều khiến mẹ bận tâm lúc này là tương lai của em Nghiên con. Mẹ không phải lo cho Nghiên, con sẽ lo cho em. Con chỉ yêu cầu em học để giao tiếp thành thạo bằng tiếng Pháp. Con tính giúp em Nghiên mở một nhà hàng nhỏ như phần đông người Việt sinh sống tại đây thường làm. Con đã chọn cả địa điểm để thực hiện kế hoạch này vì Nghiên rất có năng khiếu kinh doanh, giao tế và trang trí. Con nghĩ em sẽ thành công trong lĩnh vực này. Cha mẹ dần dần ngồi trò chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ. Họ nói về tuổi trẻ của họ, nhất là quãng thời gian ở Hà Nội. Họ gợi lại những thời điểm vui vẻ, hạnh phúc, cả những nỗi lo lắng, sợ hãi trong chiến tranh Việt Nam. Họ thậm chí quên cả sự hiện diện của con trai đang lắng nghe câu chuyện. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 17 câu chuyện người con trai ở bờ biển Nga đi tìm người mẹ Việt Nam của mình. Trong phần này hẳn quý vị cũng có một số thắc mắc. Cầm Kỳ Official xin được giải thích tạm một đôi điều. Điều thứ nhất, khi viết để kể câu chuyện này, người con trai có nói đến việc sẽ mời bà Tâm Quang sang bờ biển Nga 2 tháng, sau đó lại quay về Việt Nam và sẽ trở lại chơi thời gian lâu hơn, khoảng 10 tháng. Nhưng nội dung chúng ta vừa nghe thì dần dần Morati đã đón cả mẹ và em gái trong chuyến đầu sang Abidjan, bờ biển Nga, cả một thời gian dài. Có nghĩa là họ đã quyết định ngay chuyến đầu tiên này sang luôn một thời gian dài. Điều thứ hai, không có hiện diện của người cha dượng. Đây là một điều tế nhị mà người viết là người con trai không muốn nói đến. Chúng ta tạm thời tôn trọng người viết cũng như nhân vật của câu chuyện. Và chúng ta có thể hiểu rằng bà Tâm Quang cùng con gái đã có thể đi sang bờ biển Nga cùng với con trai, và cũng có thể họ sẽ tính đến tương lai muốn bà và con gái ở lại luôn ở bờ biển Nga. Điều thứ ba, thời điểm mà chúng ta nghe là bà Tâm Quang đã được nhận tấm huân chương kháng chiến. Và trong thời gian đó, bà đã kịp thời ôn lại tiếng Pháp để có thể giao tiếp với con trai mình cùng tất cả người thân và tất cả mọi người ở bờ biển Nga. Phần 18, tức là phần cuối cùng của câu chuyện này, Cầm Kỳ Official xin được tiếp tục phát vào ngày mai. Mời quý vị đón nghe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện này suốt thời gian dài vừa qua. Một điều cuối cùng trước khi phát phần cuối, Cầm Kỳ Official cũng xin được cảm ơn sự quan tâm của tất cả quý vị đã chấp nhận những thiếu sót. Chẳng hạn trong khi đọc chuyện này, tôi, nhà văn Võ Thị Xuân Hà, không thể không có những đoạn đọc rất nghẹn lòng. Có những câu tôi phải đọc đến 3 lần. Mặc dù là người đã biên tập và cho xuất bản cuốn sách này, nhưng khi đọc đến những đoạn xúc động thì không thể không nghẹn lời. Mong được lượng thứ.